Theo tờ Daily Mirror, ngoại hạng Anh sẽ chia khoản tiền thưởng và doanh thu phát sóng hơn 3 tỷ đô la Mỹ cho 20 câu lạc bộ dự giải. Trong đó, nhà vô địch Man City nhận được 210 triệu đô la Mỹ. Đội bét bảng Southampton cũng bỏ túi 158 triệu đô la Mỹ. Dù ngoại hạng Anh không còn công khai con số chính xác, nhưng mỗi vị trí trên bảng xếp hạng trị giá khoảng 2,7 triệu đô la Mỹ với thu nhập phát sóng được chia gần như bằng nhau. Dù vậy, các câu lạc bộ được truyền hình trực tiếp ở Anh thường thu về khoản tiền lớn hơn. Cả 20 câu lạc bộ đều nhận được khoản thanh toán cơ bản bằng nhau từ bản quyền truyền hình, trị giá khoảng 100 triệu đô la Mỹ mùa trước và sẽ còn tăng cao hơn nữa ở mùa năm 2022 đến năm 2023. Tuy nhiên, số tiền của từng câu lạc bộ nhận được còn nhiều hơn, tùy thuộc vào tần suất họ được chọn cho truyền hình trong nước. Dựa trên số liệu của mùa giải trước, được trích xuất từ thông tin được công bố trong kết quả tài chính của một số câu lạc bộ và một lớp bổ sung được tính đến dựa trên doanh thu truyền hình tăng lên, Mirror cho biết nhà vô địch Man City nhận nhiều tiền thưởng nhất tại ngoại hạng Anh mùa này với 210 triệu đô la Mỹ. Ở phía đáy bảng, Leicester, Leeds và Southampton đều bỏ túi hơn 150 triệu đô la Mỹ dù phải xuống hạng. Bất chấp khoản thưởng lớn, Mirror nhận định ba câu lạc bộ này phải chi tiêu và đầu tư hợp lý nếu muốn sớm trở lại ngoại hạng Anh. Nếu Man City thắng nốt chung kết Cup FA và Champions League để hoàn tất cú ăn ba, số tiền này sẽ tăng lên hơn 330 triệu đô la Mỹ. Trong đó, chức vô địch Cup FA mang về 4 triệu đô la Mỹ tiền thưởng, còn danh hiệu Champions League sẽ giúp Man City bỏ túi thêm 116 triệu đô la Mỹ, dù họ đã chắc chắn nhận được hơn 100 triệu đô la Mỹ nhờ góp mặt ở trận chung kết gặp Inter Milan. Chelsea và Liverpool là hai câu lạc bộ chịu ảnh hưởng nhiều nhất vì không giành vé dự Champions League mùa sau, bởi việc góp mặt ở giải đấu này có thể giúp họ bỏ túi thêm hơn 120 triệu đô la Mỹ. Liverpool cán đích thứ 5 và sẽ chinh chiến tại Europa League, còn Chelsea vắng mặt tại Cup châu Âu khi đứng thứ 12. Liverpool mất tối thiểu 61 triệu đô la Mỹ so với 86 triệu đô la Mỹ của Chelsea, và Tottenham câu lạc bộ đứng thứ 8 và cũng vắng mặt ở Cup châu Âu mùa tới lỡ khoản tiền tương tự. Trong khi đó, cùng với nhà vô địch Man City, Arsenal, Man United và Newcastle sẽ được củng cố về mặt tài chính khi lọt vào top 4 cùng tấm vé dự Champions League.